Về trước ly sàng là lễ viếng của em Hoàng Văn Đến. Mời em vào dâng hoa lễ nghi kính viếng chị, xin trân trọng kính mời. Chị ơi, vậy là 94 năm Phật giang tay vẫy gọi, nay đón chị về nơi đất Phật ngàn năm. Lễ viếng của bác đã được chu viên. Mời bác là bàn ghế ngồi uống nước để con cháu có đôi lời cảm ơn.